Ăn rau nhiều cho tốt anh ạ. Báo cáo anh em là nhiều cái đi. Báo cáo anh em là hôm nay bọn tôi vừa mới đi làm việc về xong, bọn tôi mua rất nhiều đồ ăn thức uống. Đấy. Bia Angkor, rượu à nhầm, gạo. Đấy, rồi là trứng. Cùng với đó là rất nhiều những cái đồ ăn thức uống khác là anh Cường anh đã đầu bếp của căn nhà phòng 101 này, 101 chú chó đốm, nước nôi này, rồi là các loại hoa quả này, thịt thà này, bắp cải. Anh ấy bảo hôm nay anh sẽ nấu bằng cái nồi bếp ga này cho anh em xem. Ôi, nguy hiểm không anh ơi? Đéo hiểu nó lên đâu nhỉ? Cái kìa, góc bên kia, thấy vừa lên dưới góc bên kia. Đấy, bên đấy, đấy. Em gọi mẹ lên đi em ơi. Đấy. Phọt đi. Không ra đâu. Ủa khiếp đấy. Hình như cái bếp này không cần lửa này. Gọi mẹ nó lên nào em. Gọi lên xem nhau. Thì là anh Cường đã cắm cơm rồi. Đấy. Em xem nồi cơm của em này. Để anh cho nước sôi. À chưa cho anh. Chưa cho. Tức là bây giờ mình sẽ đun nước sôi mình cho vào đây luôn. Được, cho nhanh. À cho nhanh. Đấy, kinh nghiệm của những người. Rau má vừa đá gì vậy? Em ơi, gọi thử xem xuống là nó có cái em. Rau má gọi. Em mượn máy em hết pin rồi. Hết tiền rồi. Nhắn tin cho nó không bật được bếp ấy, nhắn tin không nhắn được đâu, mất tiền mà. Đến chưa cái test được, test thử được. Em chưa test. Bếp chưa test á? Không, hôm qua người ta test rồi, người ta test là được rồi, người ta bật cho em xem rồi, thấy lên rồi. Mà nó bật như nào hướng dẫn cho mình đi. Nói điện đi. 1 thùng bia Angkor, nó phải dùng cái này không em? Đúng rồi, nó bảo dùng cái đấy. Cứ để thằng Giang béo gọi điện á. Cái anh em mình thả tủ lạnh giờ. Để tối uống, bây giờ không uống. Tối nhà thì cái người đấy người ta không ở dưới nhà, người ta không biết. Thằng xuống cái nhà gọi lên đấy. Em béo, gọi con bé lên đấy. Đây là gừng. Tủ lạnh đông. Anh lại tròn. Đông lạnh được chứ anh? Đùa. Anh bỏ bớt nước lọc ra anh ạ. Đấy, chỗ này thì chỗ bia chứ nước lọc. Ở đây làm gì? Chụp rồi cho làm được. Ở Campuchia đặc sản là bia Angkor các ông nhá. Bao tiền một thùng này em? Em không biết rồi. Để mình chia ra không tìm được bao tiền một lọ. Tí thử xem mình biết định hóa đơn đấy. Ok, anh em trong lúc chờ đợi ăn cơm thôi. Ok. Ok. Thank you. Thank you. Em lên sang Zalo thì em lưu một phát luôn cả hết luôn. Đây không lưu rồi, phải lưu cả. Sang Zalo lưu thì nó ngon hơn, ảnh chất lượng nó tốt hơn. Đúng rồi. Ở đây sang Messenger này nó bị lưu là ảnh nó bị giảm dung lượng rồi. Ấy quay rồi gì ở răng béo họ vừa dậy bật cái bếp ga à, em quay rồi gì. Đây là một cái nồi luộc rau. Hai ông anh tôi đang cởi trần để chiến đấu đây. Đấy, cuộc sống phóng viên nhá, chân thành luôn đấy, rất thực tế luôn này nè. Đây là Discovery, chương trình về những người phóng viên trực chiến, những người phóng viên quốc tế hàng đầu Việt Nam. Và tôi nói thật luôn là nếu mà báo phóng viên Việt Nam thì nó là cũng hàng top của thế giới đấy. Đây là một thợ ảnh có kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề. Top hàng đầu, top nghèo nhất thế giới. Đây, anh ấy đang xử lý một số những tấm ảnh. Giới thiệu với anh em luôn này. Hôm nay anh ấy chụp được một số những tấm ảnh. Theo anh hôm đâu là một bức tấm ảnh ưng nhất? Khẩu súng à? Không, theo tôi nó là cái ấn tượng là khu Liên hợp Thể thao Quốc gia của Campuchia. Đấy là tấm này, đây có tấm này có mấy khẩu súng này anh em này. Đây là diễn tập chống khủng bố. AK-46 đấy. Đâu? Tấm nào anh cảm thấy anh ưng nhất nào? Hay tấm hai mấy anh em uống mía. Đây. Đấy. Đây. Hết nước chấm chưa? Gần như là anh em mình tấm này anh em mình lên kênh báo bóng đá nhá. Là có ngay để chụp những cái tấm ảnh như này thì các bạn phải biết là anh ấy phải một là di chuyển, hai là phải có một cái ống kiểu góc rộng đấy các bạn. Đấy, kinh nghiệm làm nghề, kinh nghiệm leo trèo nữa. Đấy, thực tế mà anh em. Còn tôi là Discovery gì đâu mà trải nghiệm YouTube này. Ba anh em đây, ba anh em tôi đây. Những kỷ niệm, bắt đầu ghi lại những kỷ niệm, những hành trình. Bể bơi đây, nơi sẽ chứng kiến tấm huy chương vàng của Việt Nam đấy. Tôi nghĩ là thế. Đẹp phết đấy chứ anh nhỉ? Đẹp chứ, đẹp thật đấy. Bể bơi đẹp thật. Chủ nhà cũng tương đối là hoành tráng đó. Anh cả mà. Đấy. 5 sao của hai Việt Nam. Thì khách sạn đấy, khách sạn 5 sao mà anh. 4 à? Chút thế chờ anh Cường anh ấy bảo là bao giờ ăn thì là ăn. Ôi thế trứng anh em mình cho tủ lạnh chứ nhở? Không cho đâu. Hả? Không cho á? Sợ nó mọc, sợ nó chín thành con gà không? Hay con vịt con không? Ở thế này mà anh để bên ngoài này, em nói thật với anh nó thành con vịt luôn đấy. À quạt, ok, thank you. Test, ok, test tí nha. Đấy, chuẩn bị kín. Quạt mới sao cũng còn đang. Đây là thằng phụ đấy. Lên đúng không? Bo nó vậy. Các bạn ơi, có mấy cái lẻ không? Tầm rơi tầm 20 tỷ Việt Nam đấy. Cho nó. Ok. Wait a minute. 20 là bao tiền cam nhỉ? À, 20 tiền Việt á, 5.000 5... Đây được ông bạn ông đưa cho cái quạt. Đưa cho mấy nghìn? 5.000 được. 5.000 là được rồi. 5.000 được. Đây là mấy nghìn? Có mấy nghìn? Đây 4.000 rồi. 4.000 được rồi, đưa cho 4.000 được rồi. Đưa cho 4.000, kỳ bạn đấy 4.000. Bảo mang quạt hơn hợp lý không? Ok. Thank you bro. Em cho hẳn 4.500 luôn. Đấy. Có bụng hả anh? Thuốc gì? Ruốc. Mọi lần anh mọc mang ruốc là không ăn được. Thì mày bảo anh mang ít đồ thôi, tao còn mang cả lối cấm điện đi, mày cũng không mang. Ở bên này nó có à? Anh kia ăn ruốc, anh em mình lại ra mua ruốc gì đâu, phải nghĩ. Có mắm tép hay sao không? Ngon quá. Thôi, đấy. Khi vào rang béo, rang đập trứng chứ cái thứ. Thôi. Trứng luộc xong rồi, rang béo đang bóc. Bò là cái nhám gì nhỉ? Bò anh, giờ bò đấy anh. Đây giờ bò đúng không? Vâng. Chắc lược hay cả khay. Cả nhà em có cái máy bóc trứng anh ạ. Mày anh không gì? Anh không bảo em cầm rang. Bóc trứng mà còn trang à? Máy bóc trứng này. Tình cảm chỉ thế này thôi em ạ. Hết nước chấm ấy. Nhưng mà liệu có hết nước chấm được không? Qua con dao anh em vứt đâu nhỉ? Dao á? Đây. Con không có con dao nhọn cơ. Anh con lại vứt mẹ vào trong thùng rác rồi. Đây. Do hả anh? Do. Hóa. Trần Văn Tráng đi tí anh ơi. Cơm một số 2 lần nữa nhỉ? Cơm ngon lắm. Tôi là đầu bếp. Mỗi lần bọn tôi đi công tác này là có những cái đầu bếp như này, chuyên nghiệp như này. Nấu ăn đơn giản như gì đâu, đầu bếp vào việc nó nhanh được. Đó. Tí dội vắt nước sôi xong thái giò luôn đúng không anh? Đúng. Sợ. Trông thế thôi chứ em cũng có lý thuyết cũng kinh phết đấy. Kinh này nữa. Từ lý thuyết đi vào mồm thì lý thuyết xong thôi, còn lại cái việc đấy là về vào mồm. À, nhà báo Tú Phạm đang rất đau đầu với quả tít cả. Ăn này cũng no gì, cái gì no đây. Ok không? Anh làm bọn em. Các anh không sang sớm tầm độ 1-2 hôm. Hả? Làm bọn em hôm đầu tiên sống dở chết dở. Đi tìm quán ăn chưa nhỉ? Để nắm mũ cả người luôn. Anh này mua sối cơm à? Đấy, cái kia mua rồi. Đấy, cái này anh tội gì? Ờ, hết được. Ăn dĩa được. Em ăn dĩa. Anh em ăn ở đi. Anh em ăn đũa, anh em ăn dĩa. Phép anh bê mẹ nồi ra. Đây. Để nồi luôn. Ờ đúng rồi. Chuẩn luôn. Có 4 cái mà anh nhỉ? Đúng hay 3 cái? Đây có 4 cái, anh đang làm việc. Đấy, thế là mình biết rồi, bây giờ khóa cửa vào. Đợi tí chua phát vào sâu nữa. Nó gọi là hết. Để trên nóc tủ lạnh. Hết sạch nước, không còn một tí gì để chấm. Thật sự luôn. Đúng em. Quá ngon luôn anh ạ. Ơ, gì nhỉ? Hai quả trứng, mấy quả trứng là để ở chỗ khác này. Không, nếu mấy quả trứng đấy anh em muốn làm quả. À ok ok. Thế đây hai anh em mình ăn bằng ấy đi. Ăn bắt to. Anh còn dĩa với thìa. Ừ, thế luôn, anh ăn dĩa với thìa được rồi. Đây. Quá nhỉ. Đấy, bữa cơm đầu tiên do đầu bếp nhạc sĩ Đức Cường sáng tác cái bài Đồng Đàn Hà Nội đấy. Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên đấy. Đấy. Quá. Các thừa thì bỏ ra ngoài. Các thừa bỏ hết ra ngoài. Nó là phù lý luôn anh em ạ. Nó làm cái ảnh nước của bên sân ấy đó hả chú? Tí về làm này. Anh này có mình có nắm tay nhau xong rồi cảm ơn Đức Mẹ đã chào cho con bữa ăn này không? Ui, sao cho đớp quả trứng vào trong bát luôn á? Thì bây giờ mỗi một quả dầm vào đây mà ăn như ăn kiểu đây có dầm rồi. Kiểu ngon thế nhỉ? Ôi, đúng gọi là hết nước chấm. Ngon quá anh ơi. Em mời các anh nhá. Các anh ăn đấy, em ăn kìa mới là ở nhà thì nào Tú đâu? Kính mời các anh. Cho trứng lên con em, Tú để trứng ra ngoài. Em để đâu? Anh để ra ngoài. Không ăn đi. Anh ngồi đây vậy là ta sao quá nhở? Đấy anh ngồi đây này. Có bổ hết cả cái giò không anh? Không, cũng còn tí nhỉ? À thế à? Hết thì bổ chứ thì này, đu ông này. Quên mẹ ơi. À đấy. Quả. Răng béo đây thấy đó. Anh đặt có vẻ hơi ít cơm răng béo. Tối nay là thêm. Nhưng mà cái nồi nó cũng chỉ vậy thôi chứ. Không, thoải mái gì đâu. Đây có kéo nhở? Ừ, quá. Sao? Ngon quá. Hả? Ngon không? Anh này có dao, có ngớt, cắt ra không được. Thì đấy. Đây nhỉ. Nó hết nước chấm rồi. Ăn một lấy không? Ăn một cái. Thế thì vẫn phải tí về đi mai rồi mua cái đũa đi tay đập. Từ đây ra đây. Nào. Mấy quả. Cơm này. Ngon quá. Anh sẽ đem bỏ mẹ đây luôn. Ngon quá anh ạ. Này. Em hiểu không? Đấy. Ngon bao nhiêu? Dầm bà. Đây cũng ngon hết từ hôm sang rồi. Ngon không? Bữa tử tế nhất. Ừ. Và ngon nhất. Bữa Việt Nam nhất. Ăn này ăn thua thì mà tử tế. Bữa Việt Nam nhất với cả trứng như làm gì đâu. Đều ăn. Bộ anh phải ăn đều đang đề về đó. Nấu sang trong hộp tím. Ngon. À. Cái rau bắp cải này dưới đi đéo đâu đâu. Ăn tiện nhất anh mập à? Dễ ăn. Đúng rồi, trứng này. Món trứng với rau bắp cải anh em đi đéo đâu em dễ anh nhỉ? Trứng bắp cải nó là mẹ món cũ hồn cũ túy này mà. Mấy hôm nữa anh làm món gì nhỉ? Thịt băm mà. À đâu? Trứng rán, trứng đúc gì đâu không? Ừ. Đấy ngon. Có cả thịt ba chỉ à? Thịt gà. Ủa em ăn chứ rảnh quá là giang mẹ luôn. Tối thì về đấy không á? Ngủ đó. Tối anh cũng phải ăn co nữa thôi. Lúc tối thì làm vài lọ bia nhẹ nhàng thôi. À. Em bên nó ngon nhất là ở đâu? Nước chấm đấy bạn. Cái dầm ra chấm rau không? Đây mà nó. Mình đang có sốt rồi. Ngon này mà, ăn cái này có tí rau vào lại khác bọt ngay em ơi. Hả? Hàng công hàng đồ ăn ngon. Thế à? Tôi bất ngờ ấy, em không nghĩ tôi bất ngờ ăn. Vừa ngon vừa mát. Dễ ăn. Hai. Của em. Nói chung là đi ăn này bọn này là xôm luôn nhé. Em ăn một lúc ở ngoài mấy bữa là chán. Đúng rồi. Nói tự cảm. Đầu bếp của chúng tôi là mai chắc là vẫn nhảy sang đá tí mì thôi. Tí quăng sáng nay ăn nó thật cũng bình thường. Sáng mai làm tí mì nhỉ? Ừ, mì đó. Em ăn hủ tiếu thấy cũng ok. Ngày nào ăn ở đấy cũng được. Hủ tiếu ở đây thì mỗi chú chuồng đi. Được. Thế em thích ăn phở đó. Phở là em vẫn thích ăn nhất. Đã màn anh em ạ. Ngủ vào giấc dậy thấy ông anh chưa chị đã thấy thì thằng trái cạnh đến nơi rồi này. Hôm nay chiều anh em về chỉ việc đặt tí cơm là chỉ việc rau đưa xong rồi. Hay quá. Tuyệt vời luôn đây này. Đã ăn ngon luôn. Ôi này nó gọi là công ăn công thẳng em ạ. Hết nước chấm luôn đấy. Không còn gì luôn. Thôi, chuẩn bị làm anh em ạ. Lên đường. Vẫn tập đây mà anh. Báo cáo anh em là bọn tôi tắc kiểu đúng 15 phút. Nhưng mà lúc về bọn tôi định ăn quả túc túc. Nhưng mà trưởng đoàn Tú Phạm đã quyết định là đặt ngay một quả limousine cho anh em về cho nó mát lạnh đi. Series. Đúng không anh? Đúng rồi. Vì là không thể nào ngồi thêm một tiếng nữa đi ngược lại nữa thì mà nhất lại gặp cái thằng như cái thằng nghiện vừa nãy thì thôi chắc chúng trôi chắc về nơi chắc. Vừa đấy bọn tôi đi làm việc. Vừa đấy bọn tôi đi gặp ngay của ông anh hơi díu tí. Khả năng là vừa mới đi bánh một đường gì rồi, nhẹ lắm. Đường ấy nhìn trông mặt vật vờ lắm. Mà cứ mắt không mở được hết. Lúc có kính đều thì lúc đeo lên lúc đây này bạn này. Mà rất... này, lúc nó như này, lúc nó như này. Mà lại kèm theo hơi lách. Tôi không biết được. Tôi không hiểu. Mà rất hay cởi khẩu trang ra chỗ lúc bọt thật sự luôn. Trông rất là mất vệ sinh. Nói chung là bọn tôi vì sạch sẽ nên bọn tôi không muốn đi nữa thôi, chứ còn thực ra là bọn tôi vẫn đi được. Nhưng anh em chúng tôi hơi bết rồi. Lúc đi mệt. Thực ra không phải mệt là anh em mình di chuyển đâu, mà mệt trong cái mùi hôi nách cũng ngược chiều gió lại. Không phải anh ngồi gần chỗ đấy. À, không phải là lúc đi mà ngồi thấy được, nhưng lúc về mà ngồi quải lắm em ạ. Ông anh trước khi đi tắm phát mình tiết kiệm được mất bỏ bao nhiêu mười mấy nghìn, mất thêm mười mấy nghìn mà mình ngồi đâu 30 mát. 30 à? 30 được. Mất tới 30 mà ngồi nửa bát hủ tiếu. Thôi về. Không sao anh em ạ. Bây giờ chúng tôi phải di chuyển. Hôm nay thôi vấn đề là không vấn đề gì. Bây giờ hôm nay anh em mình về lại làm một cái khá nhanh đấy. Bởi vì hôm nay là tập nó chỉ được có 15 phút tác nghiệp thôi. Hôm nay anh ngó qua một chút về cái buổi tập này thì anh thấy tinh thần nào nhỉ? Đây là buổi tập đầu tiên các anh được tác nghiệp đấy. Tinh thần thì cũng là rất là tinh thần. Vì là thấy hôm nay là lắng nhờ anh em nó cũng nghiêm túc ấy, mà thấy cái ban huấn luyện trợ lý là cũng thúc đẩy liên tục cũng căng đấy. Thực ra cũng thấy rõ sự quyết tâm của từng cầu thủ. Đây cũng là cái tốt thôi, thật ra khi mà vào trước giải nó không được kết quả như ý thì cũng có những cái lo lắng là về phía mà áp lực đấy chứ, về phía cổ động viên, về phía ấy thôi. Áp lực thì cầu thủ rõ ràng huấn luyện áp lực, nhưng mà mình nghĩ là các cầu thủ trẻ họ sẽ có cái máu ăn thua rất là lớn, và theo mình được biết là ban huấn luyện bắt đầu đang đi làm tinh thần rồi, và người ta đang chờ, đang nén cái lò xo lại, các bạn hiểu không? Lén lò xo lại và các bạn chờ xem một khi lò xo nó bung ra thì nó sẽ như nào. Anh Cường anh bảo với tôi là các em có tin không? Những lúc mà người ta tuyệt vọng nhất thì lại là những lúc mà thật ra mình phải nói lại này, vòng lại 6 năm trước, 6 năm trước khi huấn luyện Park Hang-seo đến thì niềm tin của bóng đá Việt Nam cũng đang chạm đáy sau khi chúng ta thất bại tại SEA Games 2017 cũng với một lượt cầu thủ đó, nhưng mà huấn luyện viên Hữu Thắng cầm thì chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng cũng vẫn lứa cầu thủ đó, nhưng mà Park Hang-seo chúng ta cũng đến vòng chung kết U23 châu Á với những cái niềm tin gọi là gần như không có. Và rồi các bạn thấy điều. Lúc đấy đội tuyển U23 Việt Nam đi tham dự giải Thường Châu có ai quan tâm đâu, chả ai quan tâm cả. Phóng viên cũng vẫn mấy người đá một hai trận bắt đầu hay gì vẫn nói, còn đây là bóng đá nhiều khi không nói trước được điều gì đâu, nên là anh em cứ tiếp tục theo dõi ủng hộ. Nhưng mà trên mạng em thấy chửi nhiều thật, chửi quá nhiều ấy. Giống như thời thực ra thời thì bây giờ Bắc cũng thế thôi mà. Đội tuyển Việt Nam mình có đá đến Brazil cũng vẫn còn nghĩ là đến Việt Nam thắng mà. Vấn đề thứ hai là chửi vấn đề là mình cũng lo, người ta cũng lo lên danh hiệu rồi nên là người ta có thể đòi hỏi hơn nhiều hơn, vì thế ra mình đang làm phải, các bạn nên nhớ mình đang 2 lần vô huy chương vàng SEA Games rồi nhá. Nếu năm nay mình có cái lần thứ 3 thì nó là bình thường, nhưng mà mình không có thì mình nó lại thành bất thường. Nên là cái gì nó cũng phải có cái sự chờ đợi, niềm tin. Chứ mà nhất là huấn luyện viên nghe mới đến cần có một cái thời gian. Tóm lại là cái mục tiêu của chúng ta là World Cup, chứ còn cái SEA Games thì đương nhiên là có thì vui, mà không có thì cũng là cái SEA Games nó chỉ là một trong những gọi là kỳ đại hội thôi. Và bóng đá chỉ là một môn thể thao trong kỳ đại hội đấy. Nhưng mà hiểu đơn giản thế thôi. Nhưng mà nếu mà bóng đá mà loại thì khả năng là cái thể thao là cũng hơi buồn đấy nhỉ. Xịt đấy. Nên là thôi yên tâm là chúng tôi sẽ về vào ngày 17. Thôi chúng tôi sẽ về vào ngày 17 tháng 5 luôn. Đây chính là sân mà đội tuyển hôm nay tôi vừa nghe thông Việt Nam thi đấu đấy. Anh ấy thấy bảo nó cho sân này. Sân này á? Khánh vào. Chắc là nó phải vào mò rồi nó mới thế. Đây là sân này là sân Khánh vào. Sân này là sân mà đội tuyển. Anh Đoàn anh bảo anh mà. Nhưng mà mình cũng anh dặn rồi, anh làm cho em mấy đúp hình với cả cho em ít ảnh rồi. Thi đấu đây. Rồi quay rồi. Thì dị nhỉ, không cho vào. Về các bạn thì Campuchia thì rất là nhiều sân. Về chất lượng mặt sân thì theo như đánh giá tôi không đến mức độ là xấu. Được mà. Đấy. Nhưng mà tại sao không cho vào anh? Chắc là nó muốn giữ cải tạo sân đẹp để mà nó không cho vào. Người ta vẫn giữ một cái gì đó liên quan đến vấn đề an ninh chẳng hạn. An ninh. Mặt sân mà xe đảm bảo một cái an ninh tối đa cho các cầu thủ tham gia trận đấu gì đây. Nhưng cũng phải công nhận là ô tô lên nó khác túc túc thật. Không, nó có gì nó mát hơn. Nhất là anh em ngồi nó đau đít rồi nhá. Cao hồi hơn. Tôi thật ngồi kia người tôi trông rẻ hơn, rẻ hơn 30.000 ngồi đi về xong như một cái cắm mắm. Thế mà có mấy anh em mà tự đi xe máy em thấy giỏi đấy. Có đi xe máy không? Đi xe máy. Giỏi đấy chứ. Thôi các bạn. Nói chung là bọn tôi thực ra sức khỏe quan trọng. Bây giờ mới ngày đến ngày thứ 2 thôi mà các bạn vẻ kỳ đại hội này nó kéo dài tận 20 ngày. Các bạn quay ra đây rồi là tôi nói gì nói tôi cũng được cơ quan chu cấp cho tiền đi công tác, nên là mình cũng đàng hoàng, nên là mình cũng phải đi ấy cho đàng hoàng. Không còn đi. Tóm lại là mệt thì đi ngủ, mà đói thì ăn. Đấy thôi. Là bọn tôi ưu tiên ở công việc. Đúng rồi. Thứ hai là về bây giờ về đi này bắt được về khỏe, bắt được ngồi viết bài nó hưng phấn. Chứ ngồi êm mông về nhà mệt không muốn viết luôn rồi. Gửi bài lâu rồi ở nhà lại dục. Thôi chấp nhận mất thêm 30.000 vẫn rồi. Các béo sướng không Giang béo? 60.000 thì tính lại 60 cũng được không quan trọng. Giang béo là thứ nhất, Giang béo của mình ghế. Đấy. Ưu tiên thằng em. Thằng em rất đáng yêu ấy, chăm chỉ ngoan, yêu nghề. Mình thích ông em là đam mê nghề thôi. Mặc dù có thể là không giàu nhưng sau chuyến đi Lào về là đi Lào với em về là em thấy nó lớn lên. Open đấy, open đấy. Dạy dỗ nó có những cái chỉnh nó để nó. Đấy. Anh em đi tăng nghiệp thế đấy các bạn ạ. Lúc mà bọn tôi nó thuốc sâu vào thì tình cảm lắm. Rất tình cảm luôn nhá. Và bọn tôi về xin phép anh em tôi nghỉ ngơi một tí trước khi bọn tôi về nhà làm việc tiếp.